Sếp ơi, công ty chúng ta đang đứng trước bờ vực phá sản. Anh em sắp nghỉ hết trơn rồi. Sếp ơi, còn nợ 1 tỷ thằng Trưởng Minh vẫn chưa thanh toán. Tụi em yên tâm, cái này nằm trong cái kịch bản của anh hết rồi. Anh vẫn nắm trong tay một con ác chủ bài, nhưng mà anh chưa bung ra. Hay quá rồi, con ác chủ bài là gì anh? Con ác chủ bài ở đây. Ok, đang khách anh em mình làm ván bài uống nước đây.